Ê, vụ Mỹ dẫn hai thằng em đi phá. Không phải phong trào cờ đỏ đi xuống mà là phong trào cờ đỏ đang trong quá trình tự thanh lọc. Có nghĩa rằng là chúng ta đang cố gắng làm sao để cho cái phong trào này nó chất lại. Người ta nói là rượu mà rượu cốt nó mới ngon. Bạn bè cũng vậy, chí cốt nó mới tốt. Do đó cho nên là cái quá trình mà chúng ta tìm ra những đối tượng phản chất ở trong cái tổ chức của mình, trong cái nhóm bạn của mình, để mà thanh lọc nó ra, đó chính là cái chúng ta đang phát triển. Bởi vì chỉ cần còn lại cái cốt đó, còn lại những người bạn chí cốt sẽ chơi tốt hơn và làm việc tốt hơn. Do đó cho nên là khi mà chúng ta đang đấu tranh và tố cáo những kẻ đó, là cái việc chúng ta đang làm tốt cho tổ chức của mình. Nhưng mà không nên sa đà vào nó quá nhiều, để không khéo rằng chúng ta lại trở nên thành những người nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì không bao giờ đấu tranh được nữa. Nhưng mà nghi ngờ cả đồng đội của mình thì không đấu tranh được nữa. Đó là cái lúa mà lúa chắc. Dạ. Anh nghĩ anh ít lúa nhưng chắc, còn nhiều lúa mà lép thì cũng như không. Anh nói cho anh em cộng đồng trên mạng mình biết nè, cái vấn đề mình đưa những cái đối tượng ra mình để mình nói đó, không phải là đấu tố, đúng không? Không phải đấu tố mà mình đưa ra là mình đủ, có nói chung là mình có đầy đủ bằng chứng để cho mình biết mà tránh xa là vào đây, đúng không? Đúng. Chứ nói đấu tố là không phải. Chúng ta khi mà nói về một cái cá nhân nào đó mà trở cờ hay là chống phá đấy, thì chúng ta có đủ bằng chứng chúng ta mới nói. Bởi không đủ bằng chứng chúng ta sẽ trở thành là vu khống. Đúng rồi. Đó, như thế thì nó sẽ trở thành là phá hoại cái phong trào cờ đỏ của mình. Mà ở đây khi mà ta dùng hai từ cờ đỏ, nó hiện ra đó, chúng ta trước đây ta không biết đặt là gì. Do tụi kia dùng cờ vàng nên mình dùng là cờ đỏ. Nhưng mà vì bây giờ nó chơi chiêu luôn rồi. Bản thân nó phá hoại nhưng nó vẫn mặc áo cờ đỏ sao vậy? Nó phá hoại nhưng nó vẫn mặc áo cờ đỏ sao vậy? Cái đó mới là nguy hiểm. Cho nên lúc nãy có một bạn hỏi mình đó là thế nào là chánh, thế nào là tà. Thì đó, chánh tà nó qua cái hành động của bạn. Cái hành động của bạn ta giờ thấy. Dù bạn ngồi chung với thằng Khoa Lữ, nó chữa Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà bạn vẫn đi vô, bạn ngồi chung năm với nó mà bạn đi vô giếng Bắc Hồ, thì rõ ràng là bạn đang là cái người bị ổi hết sức vô cùng. Giả dối. Bởi vì cái đó là cái nhìn nhớ, cho nên là tà đó là tà. Phán xét thôi. Chứ mình nói ra thì nói chung là hơi cá nhân quá. Có bạn nói rằng là tại sao là chúng ta không cờ vàng có từ xưa, tại sao không tôn trọng? Tôi nói thẳng ra, mỗi một triều đại, mỗi một cái thế hệ, nếu nó không còn nằm trong cái dòng lịch sử nữa, nghĩa rằng là nó không mang giá trị tốt đẹp cho dân tộc, thì chúng ta buộc phải loại thải nó ra, thải loại nó ra. Chế độ đó mà nó không còn giá trị cho đất nước mình, có nghĩa là nó mang cái giá trị tai hại, làm cho đất nước mình bị gọi là xuống, đi xuống, thì dĩ nhiên là chúng ta buộc phải đào thải nó đi. Đây là quy luật đào thải của lịch sử, của xã hội. Cho nên đừng bao giờ nói rằng cờ vàng có trước hay là cờ đỏ có trước. Nó có trước nhưng nó tệ hại thì tôi bỏ nó, đơn giản thế thôi. Bây giờ đơn giản nè, bây giờ đơn giản hai vấn đề. Nhất giờ á, giữa tốt và xấu, đúng không? Tốt thì mình trân trọng. Còn bây giờ xấu mình đào thải đi thì đó là nguyên nhân tối qua mà nó. Bây giờ mình đừng có nói là cái chuyện đó là đi Mỹ là em gọi em nói là em đến Nam rồi mà cuối cùng mình đẹp không? Đẹp. Cái nào tốt mình trân trọng. Giờ cái hiện tại mới là mình ra hợp mình tốt mình nói. Người ta bác ơi, Nghĩa không hiểu lắm về cái chuyện là thằng Mỹ nó dắt hai thằng em đi gây chiến. Vấn đề này á là mình vẫn nói này. Thứ nhất á, là cách hiểu của Nghĩa đó là Nghĩa thấy rằng Mỹ nó bố đời, nó coi cái giá trị của nó là cao hơn giá trị của người khác. Nó nói nó nhưng nó là cái người mà cho người khác tự do, nhưng nó lại tước đi quyền tự do của người khác. Ví dụ như Syria cũng là một đất nước mà nó cần có sự tự do về tư tưởng. Nếu mà nói về Syria á, em mới nói là về vấn đề dân chủ. Sao không? Nó nói là tự do dân chủ đúng không? Cái tổng thống Assad khi năm 2011, cái mà một con Arab, đúng không? Thì bắt đầu Syria có nội chiến. Sao nó yêu cầu cũng như là phải là đa nguyên đa đảng, phải là bầu cử rồi này kia. Người ta 2014 có tập trung là lần thứ hai người ta là bầu cử lại, thì ông Assad là vẫn được dân bầu lên làm tổng thống. Nhưng mà tại sao dân bầu mà thằng Mỹ không chịu đấy đó. Ở đây là nó muốn theo tiêu chuẩn của nó, nhưng mà nó đúng không, đó là nó là gì, nó là hai mặt đó. Dân bầu đó rõ ràng nghe Assad là dân bầu lần thứ hai yêu theo yêu cầu không Liên Hợp Quốc giám sát thì đúng, dân bầu lên mà Mỹ không chịu của sắp thì đấy. Dân ta bầu tổng thống của người ta mà thằng Mỹ lại không chịu.
Mình rất hiểu ở chỗ là thằng Mỹ này nó muốn, giống như ta nói rằng là một thằng kinh doanh thì nó mong muốn nó kinh doanh thật tốt, nhưng mà ở đây ta thấy rõ ràng là anh kinh doanh mặt hàng nào, người ta xác nhận anh kinh doanh mặt hàng nào. Mỹ kinh doanh vũ khí, Mỹ kinh doanh chiến tranh, có nghĩa là thông qua chiến tranh nó đạt được cái gì, nó có cái gì, chứ nó ở đây rõ ràng là nó chả chiếm cục đất của đất nước nào cả. Chúng ta thấy rõ ràng là thằng Mỹ tới giờ này nó chả chiếm cục nó có, nó hiện tại là Mỹ nó kinh doanh trên chiến tranh. Do đó mình thấy là khi mà anh Mỹ anh nhào vô đâu, anh kinh doanh dịch vụ chiến tranh, bao gồm là phí chi phí bên trong đó, và sau chiến tranh thì anh được hưởng lại toàn bộ những cái cơ sở vật chất ở trên cái đất nước đó, anh đâu chiếm đâu, nhưng mà ở cái lợi nhuận của các cái tiềm năng ở trên đó, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước đó là anh ảnh hưởng hết đó. Và nó lâu dài chỗ gì, khi mà anh thắng rồi đó, và sự xây dựng đất nước đó là của anh, mọi thứ lợi nhuận đều trên đất nước đó đều của anh hết. Do đó nên anh Mỹ là một cái anh gọi là đi chiến tranh chủ yếu là kinh doanh dịch vụ. Mà ta nói rồi, cái người khôn đó là họ kinh doanh dịch vụ chứ họ không đi kinh doanh mặt hàng. Anh mở một cái nồi bún riêu ra anh bán, mà nếu hôm đó mà trời mưa ế cái là anh ăn hết nguyên nồi không? Em muốn hát đi rồi đó mới. Bây giờ còn lại gì nữa? Dạ vẫn còn la, nó đang vẫn hỏi nên Vượng Nghĩa vẫn trả lời. Dạ. Dĩ nhiên sao tập trung được? Dĩ nhiên sao nghĩa tập trung được? Nhậu thì sao tập trung được? Tập trung là yêu liền đó, cho nên không có tập trung được. Cờ vàng ba sọc đỏ cũng không có hiểu. Nó để là coi như là một cái cờ đại diện cho di sản dân tộc. Cái thứ hai là cho tự do, tức là heritage and freedom, liberty. Nhưng mà thật sự cái lá cờ đó đại diện cho chủ nghĩa đế quốc thực dân. Điều đó rất là rõ, không có gì nó không có tồn tại, nó chỉ là nó tồn tại lo nó lại là chi, tại vì mấy người kia cố lôi nó lên, cố lôi cái thiên ma nó lên, kéo lôi cái dẻ dàng nó lên. Em chỉ hỏi anh này, cờ là đại diện cho một quốc gia cùng nước, bây giờ quốc gia nó ở đâu, vị trí bản đồ nào? Em trả lời rồi, cái quốc gia của cờ vàng ba sọc trên Facebook. Nói chung em nói với anh Nghĩa nè, nó đã chết rồi, nó thành ma rồi đúng không? Nhưng mà giờ muốn dựng nó thành cương thi nữa là để cho nó hại. Nói về tư duy, tôi nghĩ Việt Nam Cộng Hòa đi trước, đi trước ý cá nhân nha, là sao? Nó nói là, nói về tư duy, tôi nghĩ Việt Nam Cộng Hòa đi trước ý cá nhân nha. Đi trước ý cá nhân nha là ý là chạy trước á, là chạy trước á, chạy nhanh nhất luôn đó. Nếu nói này là, nếu như thực sự nó là cái gọi là hồn thiêng sông núi, nếu nó thực sự cờ vàng ba sọc Cộng Hòa nó là cái chuẩn mực không tì vết, đúng không? Thì tôi nói thẳng với các bạn, nó không bao giờ bị người dân miền Nam này đứng dậy lập ra cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để lật đổ nó đâu. Cái ba sọc đó là nói là coi như bắt trung nam thôi, nhưng thực tế là lá cờ của ba trang một gì đấy. Đúng đúng, theo bác Trần Trung Ngọc, chúa cha chúa con chúa thánh thần, thánh thần. Theo bác Trần Trung Ngọc thì cờ vàng ba sọc đó, nó có ý nghĩa của pháp của ba tư trang lập ra là mang ý nghĩa là chúa cha chúa con chúa thánh thần, là ba vật, là ba ngôi, chúa ba ngôi đó. Thì cái luận thuyết ba ngôi đó là có một số nhánh của tôn giáo cũng chấp nhận. Đó là Trinity đó, chúa ba ngôi đó. Trinity à? À Trinity đó, chúa ba ngôi. Khi mà tranh luận ra cái mày tao là không tốt rồi nha. Em là tay trái. Ủa gì kỳ vậy, ta cầm rượu cơ. Tay trái là ly nhỏ mà tay phải là ly rượu.